Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube ẩm thực có biển của mình nha. Hôm nay theo như cái sự yêu cầu của mọi người á, thì mình làm một cái cuộc thử nghiệm, đó là mình sẽ luộc tôm. Mình sẽ luộc tôm bằng một cái nồi tự soi này nè mọi người nha. Đây, mình sẽ luộc tôm bằng cái nồi tự soi này. Và ở đây là mình mua được 4 con tôm càng xanh rất là tươi mọi người nha. Đây, bây giờ mình sẽ để cái gói tự soi vào trong cái nồi này nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ cắt. Hôm bữa là mình có làm một cái cuộc thử nghiệm là nấu mì cay bằng cái nồi tự soi này nè. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái cuộc thử nghiệm nữa là mình sẽ luộc tôm bằng cái nồi tự soi này, thì không biết là tôm nó sẽ chín được đều hay không mọi người nha. Bây giờ mình đã để tôm vào trong cái nồi này rồi, thì mình sẽ đợi khoảng 5 tới 10 phút xem tôm nó chuyển màu như thế nào mọi người nha. Mình bây giờ là em sẽ mở cái nắp này ra luôn và em sẽ quay trực tiếp cho mọi người thấy được là cái sự chuyển màu của tôm như thế nào luôn nha. Chưa có chuyển màu nhiều mọi người ơi, để em đậy nắp lại cho nó nóng. Ủa chứ cái đó là cái gì? Đâu có lửa đâu mà ghi mà sao mà nó chuyển màu. Thì bao nhiêu mới hay chứ. Hôm clip vừa rồi mọi người là em có quay cái mì cay á, thì được rất là nhiều người comment vào kêu em là hôm nay là em sẽ luộc tôm bằng cái nồi này. Thì hôm nay em sẽ luộc xem là không biết tôm nó có chín hay không đây. Đi mặn tôm, sáng giờ luôn đúng không? Không biết tôm có chín hay không đây. Trời nước nóng quá. Nè biết gì lạ không? Luộc tôm bằng cái nồi tự soi nè. Luộc tôm bằng nồi tự soi nè. Qua đây nè. Qua đây nè. Dạ đúng rồi. Đúng rồi nè. Luộc tôm bằng nồi tự soi nè, thấy nước nóng không? Không cần lửa luôn á. Không lửa. Giờ là con luộc tôm thử bằng cái nồi tự soi nè. Nè nước nó ồ ồ ồ như này. Cái này một cục nó đang hình khối kìa. Ủa cái nồi này ở đâu bán? Con mua trên Lazada. Nhiều cái gì? Không, cái nồi này du lịch có mấy chục ngàn cái hả? Ủa gì rẻ nhỉ? Ủa rồi mình xài xong rồi mình rửa là mình xài tiếp hả? Đúng rồi, ở dưới này là có cái gói tự sôi dưới này nè. Con để vô đổ nước rồi con để tôm vô con luộc, đậy nắp lại cho nó nóng nè. Để xài hoài. Đúng rồi. Cái này là mình xài hoài, xài xong là mình có thể mình rửa sạch lại được. Rửa sạch xong rồi mình xài tiếp. Tại cái nồi này là hôm bữa con cũng làm mì cay nè. Ăn mì cay xong rồi rửa sạch phơi khô rồi cái giờ là con làm luộc tôm thử nè. Ngon ha.
thấy nó lên bốc khói rồi. Bốc khói á? Ờ, bốc khói. Đó mọi người ơi, mọi người có thấy là nó bốc khói không mọi người? Đây, tôm chuyển màu luôn rồi nha mọi người nha. Đây, mọi người có thấy chỗ này không? Đó, là nó hồng hồng chuyển màu rồi nè. Để giờ em sẽ lấy cái con tôm ở dưới lên cho mọi người coi nha. Đây nè mọi người, đây, mọi người thấy không? Tôm là nó chuyển màu luôn nha. Hay quá. Đó, bây giờ em sẽ đẩy cái nắp lại rồi chờ vài phút để xem là nó để cho nó nóng mọi người ơi. Nãy giờ hơi nó ra hết rồi. Lâu lắm nó mới chín thơm được. À, nếu như mà mọi người muốn mua cái nồi tự soi này thì mọi người có thể lên Lazada hoặc là Shopee. Mọi người bấm vô là nồi tự soi và gói tự soi thì lúc đó là nó sẽ hiện lên mua nguyên một lít cho mọi người luôn. Mình sẽ đặt hàng ở trên đó. Thì em mua cái nồi tự soi này với cái giá là 40.000. 40.000 là một cái nồi thôi nha mọi người. Còn cái gói tự soi là họ bán cho em là 13.000. Đâu 7.000, 7.000 một cái gói tự soi, còn cái nồi này không là 40.000. Thành ra là một cái nồi này là chưa tới 50.000 nhưng mà nó rất là tiện lợi. Và cái nồi này á, khi mà xài xong á, mình có thể là mình rửa sạch lại. Khi mà mình nấu đồ ăn xong á, là mình có thể là mình rửa sạch lại, rồi mình để ráo đi. Khi nào mà mình nấu nữa thì mình dùng cái gói tự soi á, mình xài tiếp. Thì hôm bữa là em dùng cái nồi này để em nấu mì cay Hàn Quốc á. Thì trong clip vừa rồi á, nếu mà mọi người muốn xem thì mọi người hãy vào trong cái kênh của em, là mọi người bấm là nấu mì cay Hàn Quốc bằng gói tự soi nha. Thì lúc đó là sẽ hiện lên cho mọi người biết. Và lúc mà em mua cái gói này á thì họ có khoảng 3 ngày là họ đã gửi cái nồi tự soi này về cho em rồi. Và cái nồi này cái chiều cao của nó là gần một gang tay mọi người, gần một gang tay luôn. Và em thấy nó rất là tiện lợi. Wow, nóng quá. Wow, em nghe là nó sâu một cuốn mọi người. Chắc sâu rồi đó. Em dở lên nha. Hay đó không? Khi mà em đậy nắp lại á là cái hơi nó sẽ dồn vào trong cái nồi này. Tại nãy em mở ra cái nông hơi. Đó mọi người thấy không? Nước nó bốc khói luôn. Đó, bây giờ em sẽ đảo tôm lại cho nó chín. Đây đó mọi người thấy không, chuyển màu luôn nha. Đây nè mọi người, ai chín luôn nha. Wow, nóng quá. Bây giờ em sẽ gọi gần lại chỗ cái nắp này để cho mọi người thấy được là cái hơi nước nó bốc ra từ cái nồi này luôn nha mọi người nha. Đó mọi người thấy không? Nó bốc cái hơi nước ra luôn á. Mẹ đưa cái tay vô đây nè. Mẹ đưa cái tay vô đây nè là nóng đây luôn á. Nóng đúng không? Cái gì trong đây? Tôm. Không, mà làm sao nó soi là sao? Tại vì có cái gói tự soi trong đó mà. Em nghĩ là nãy giờ cũng có khoảng 10 phút rồi đó mọi người. Bây giờ em sẽ mở cái nắp này ra xem là tôm nó chín tới đâu mọi người nha.
Wow, trời ơi, bốc hết luôn mọi người ơi. Đây, em thấy là tôm nó chín luôn rồi nè mọi người. Nhưng mà nó, cái màu nó chưa có thực sự là chín chín nhiều lắm. Cho nên là em sẽ để cho nó thêm một chút xíu nữa. Em nghĩ là chắc có khoảng 5 phút nữa là nó sẽ chín luôn con tôm này luôn mọi người. Nè mẹ, đổi màu con tôm luôn phải không? Mọi người ơi, em nghĩ là bây giờ tôm nó chín rồi đó. Bây giờ em sẽ lấy tôm ra nha. Wow, bốc khói luôn mọi người. Đây, em sẽ gấp tôm ra nè. Đây, đó, tôm chín hết trơn rồi mọi người. Có cái càng, có cái càng này nè. Tại vì cái càng này là em để trên quá cho nên nó chưa có kịp chín cái càng hết. Bây giờ là em sẽ đẻ cái càng này ra nè. Em sẽ đẻ cái càng này ra, em bỏ vào trong cái nồi để cho nó chín thêm cái càng. Nóng quá. Cái càng này em nghĩ là nó lâu chín lắm, cho nên là em sẽ luộc cái càng này thêm chút xíu nữa. Wow. Nóng không mọi người? Nóng quá. Mọi người ơi, bây giờ là em đã gấp tôm ra ngoài dĩa rồi nè. Nhưng mà còn mấy cái càng xanh của nó đó, mấy cái càng xanh này của nó chưa có chín, cho nên là em để vào trong cái nồi này. Em sẽ đậy nắp lại để cho nó chín thêm cái càng. Đây, mọi người thấy không? Cái màu tôm này của nó là rất là đẹp luôn nha mọi người. Giống như là mình luộc bằng cái bếp ga, cái bếp lò vậy mọi người. Ôi, rất là nóng. Đây. Bây giờ em sẽ ăn thử cho mọi người nha. Xem là nó bên trong như thế nào. Em mời mọi người dùng tôm luộc bằng cái nồi tự soi nha mọi người nha. Đây. Đây nè mọi người. Dạ nóng quá. Wow. Nóng quá mọi người ơi. Wow. Đây mọi người thấy không? Thịt tôm nó rất là tươi nha, gạch đỏ luôn nè. Nóng quá. Mọi người ơi, tôm á, thịt
tôm trong đây là nó chín luôn nha mọi người nghe không? Chứ không phải là ta tái đâu á. Tôm rất là ngọt. Và khi mà em luộc tôm bằng cái nồi tự soi này á thì cái mùi lạ lạ trong cái gói tự soi á nó không có bám vào trong con tôm này, cho nên là khi mà ăn tôm này em cảm thấy nó rất là bình thường, chứ nó không có những cái mùi lạ gì nó xen lẫn vào trong đây hết á. Cho nên em nghĩ là nó sẽ không nguy hiểm tới cái sức khỏe của mình khi mà mình dùng cái nồi tự soi này mọi người nha. Và em thấy là cái nồi tự soi này nó rất là tiện lợi, thí dụ như là mình đi biển á, mình đi biển hoặc là mình đi picnic, mình đi cắm trại đâu á, mình xách theo cái nồi tự soi này em thấy là nó rất là tiện lợi, mình khỏi phải đem theo lò hay là những cái bếp cái nồi gì hết. Mình có thể là mình để tôm vào là mình luộc, mình ăn tại chỗ giống như em như vậy luôn. Đây mọi người thấy không, tôm tươi xanh luôn nè. Tôm rất là tươi, rất là ngọt mọi người nha. Và nó chín đều con tôm luôn á. Ai mọi người thấy không? Nó chín đều con tôm luôn à. Còn đây là cái đầu tôm. Thường á, khi mà mình luộc tôm á, cái đầu tôm là cái nơi nó lâu chín hơn cái mình. Cho nên là bây giờ em sẽ ăn thử cái đầu tôm, xem là cái đầu tôm nó có chín đều hay không, hay là chỉ là cái mình nó chín thôi. Để thử xem là cái sức nóng này nó có chín đều hết luôn tôm hay không. Wow, mọi người thấy không, gạch đó tươi luôn nè. Quá ngon mọi người ơi, cái chín rất là đều. Công nhận là cái nồi tự soi này nó tiện lợi thiệt. Hôm bữa em nấu mì cay cũng chín, bây giờ luộc tôm nó cũng chín luôn. Dạ. Gai tôm nó đầm. Em thích ăn cái đầu lắm, tại vì cái đầu nó rất là béo. Giờ em sẽ cố gắng em mở cái đầu này ra thôi. Rất là ngon mọi người ơi. Bây giờ em sẽ ăn thêm một cái con tôm thứ hai mọi người nha. Đây mọi người thấy không, cái màu tôm chín rất là đều luôn nè, cầm rất là nóng luôn. Hồi nãy luộc tôm á mọi người, em để cái nước nó rất là ít, giống như là em để một chút xíu nước thôi để cho nó đủ cái hơi nước nó bốc lên, nó chín tôm không mọi người, chứ em không có để nước nhiều đâu nha, em để chút xíu nước thôi. Cho nên là luộc tôm như vậy nó rất là nguyên chất. Đây mọi người thấy không, gạch tôm mà. Em đang qua YouTube ở đây mà thằng bé ở ngoài bên hàng xóm đó, nó khóc quá trời luôn. Nếu như mà mọi người muốn em nấu hay là luộc cái món gì đó bằng cái nồi
tự soi và cái gói tự soi này thì mọi người hãy comment ở dưới clip này nha. Lúc đó em sẽ làm cho mọi người. Và nếu như mà mọi người đang xem clip này cảm thấy là hay á, thì đừng quên cho em một cái đăng ký ủng hộ cho em nha, để em có nhiều cái động lực để sau này em quay thêm nhiều clip cho mọi người nữa. Rất là cảm ơn mọi người đã xem clip của em nha. Và bây giờ có lẽ là em xin tạm dừng clip ở đây. Chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ. Và đừng quên, nhớ là đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ cho em nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau.